Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho các lực lượng năm 2021. Diễn tập nhằm đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến của bộ đội. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu. Diễn tập với đề mục lực lượng phòng không không quân hiệp đồng với các lực lượng vũ trang và chính quyền, nhân dân thực hành đấu tranh bảo vệ vùng biển, vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Diễn tập năm nay có sự tham gia của nhiều lực lượng, cự ly xa trên nhiều loại địa hình. Đặc biệt, quân chủng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nội dung tình huống diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng phòng không không quân với các lực lượng nhằm sẵn sàng xử trí các tình huống trên không, trên biển, đánh giá tính hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị, đánh giá kết quả rèn luyện của bộ đội phòng không không quân trong điều kiện huấn luyện dã ngoại nhiều ngày, nhiều khoa mục huấn luyện. Diễn tập cũng là cơ sở để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch tác chiến của lực lượng phòng không không quân trong tình hình mới.